Chào mừng quý vị và các bạn đến với website đào tạo forex.com. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn lắng nghe bản audio về chủ đề giao dịch forex, tại sao nên thay đổi tài khoản định kỳ. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với các nhà giao dịch forex và gold trên thị trường lý do tại sao chúng ta cần phải thay đổi tài khoản định kỳ. Vâng, lý do rất đơn giản rằng nếu bạn là một trader thực thụ và win trên thị trường forex và gold này, bạn sẽ hiểu rõ rằng sàn giao dịch sẽ có rất nhiều tiểu xảo với nhà đầu tư. Trong các bài viết trước, tôi cũng đã đề cập, các bạn có thể đọc theo các link sau. Chia sẻ cách nhận biết sàn Forex lõm, Forex kỹ năng xử lý giao dịch với sàn khi bị chặn giao dịch. Còn bài này tôi chia sẻ với nhà đầu tư để mọi người hiểu rõ bản chất và lý do tại sao chúng ta nên thay đổi tài khoản giao dịch của mình mà không nên đánh trên một tài khoản quá lâu. Thứ nhất, bất kể một tài khoản giao dịch trên bất kể một sàn nào, nếu tỷ lệ thắng quá cao sẽ bị đưa vào tầm ngắm của sàn đó. Thứ hai, bất kể trader nào gắn bất kỳ con robot nào vào MT4, sàn đều biết hết và có chấp nhận cho chơi con robot đó hay không. Tôi nói phần này để các bạn hiểu rõ rằng sàn luôn biết các bạn sẽ làm gì và tác động gì vào MT4. Quan trọng là họ có cho bạn làm hay không thôi. Thứ ba, một tài khoản giao dịch với tỷ lệ thắng cao, sàn sẽ can thiệp spread giãn ra hơn những tài khoản thua lỗ. Thứ tư, để tránh vấn đề spread bị giãn ra này, trên một tháng tôi rút toàn bộ tiền lời và vốn đã bỏ trong tài khoản đó và mở một tài khoản mới. Thứ năm, khi giao dịch tôi quan trọng rất nhiều thứ, trong đó để ý kỹ nhất là spread. Đây là một điều cực kỳ quan trọng cho một trader trước khi vào lệnh. Thứ sáu, nếu chỉ cần spread này vượt quá 20, tôi sẽ không giao dịch và hủy ngay tài khoản đó. Thứ bảy, những sàn tôi thường giao dịch, tin tức càng ra mạnh, giá càng chạy mạnh, spread càng thấp. Các bạn có thể theo dõi hình bên, nếu trong lúc giao dịch tin ra mà spread mà giãn nở lớn khiến bạn đổi sàn đi là vừa. Đây hình bên đây nha. Đó, spread nè, nó nằm ngay góc này nè. Còn khi tin ra giá biến động mạnh, sàn nào quay mòng mòng không cho vô thì cứ như bài chia sẻ trước đây của tôi, bạn nên bỏ sàn đó đi và ngay lập tức. Mình không tự bảo vệ mình thì sàn nó bảo vệ các bạn hay tụi AB nó bảo vệ các bạn hả? Rất mong với những kiến thức giao dịch trên thị trường của tôi chia sẻ ra sẽ hỗ trợ được cho các nhà đầu tư Forex và Gold giao dịch trên thị trường này và hiểu rõ những ổn khúc đang diễn ra. Trần Quốc Minh xin cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe bản audio chia sẻ của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.